Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Persona phần 5. Thì hai bữa nay mình có khá là bận một số công việc và mình không có quay game được, cho nên hôm nay mình đã tiếp tục với tựa game này. Và trong những ngày tiếp theo mình đang có một số dự trù cái lịch trình của mình về tựa game này. Chúng ta vẫn tiếp tục với tựa game này và mình sẽ cố gắng thêm một vài tựa game mới nữa. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ chưa nói với bạn được liền những game gì, nhưng mà trong khoảng thời gian từ đây tới giữa tháng 4 thì chúng ta sẽ vẫn có một hai game nữa. Và hiện tại là mình sẽ để dành nó về sau. Và chúng ta sẽ chơi từ game này và mình vừa mới quay thêm mấy tập của Rainbow Six nữa. Rainbow Six cũng khá là, cũng có nhiều tập mình sẽ chuẩn bị đăng lên nếu bạn muốn coi. Thì hãy để lại cho phần comment phía dưới, mình sẽ đăng lên vào mỗi ngày, từ những ngày tiếp theo cho đến khi nào chúng ta có game mới. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục với cái từ game này luôn. Và cái từ game này nó hơi bị dài một tí. Tuy nhiên thì các bạn sẽ quay tới một cái khoảng nhất định thôi. Và cái lý do tại sao mình dừng cái khúc đó thì mình sẽ giải thích vào cái tập cuối của khúc đó luôn, thì mình sẽ nói sau. Và ok, chúng ta sẽ đi ngủ luôn. Có điện thoại. Cái thứ mà trên cái điện thoại của cậu là một cái hình có cái một cái con mắt màu đỏ phải không? Cái ứng dụng có hình con mắt màu đỏ phải không? Đúng rồi. Chúng ta đã có mặt tại cái vị trí cái chỗ hồi hôm bữa đó bằng cách là chúng ta sử dụng cái ứng dụng định vị đó, đúng không? Và bây giờ tôi tìm thấy cái nó trên điện thoại của tôi luôn rồi. Và tôi còn không nhớ là tôi đã cài nó từ lúc nào. Ồ, cái đó ghê đó. Hay là mày xóa nó một lần luôn đi. Ghê thiệt. Nhưng mà thiệt á, cái này là thứ gì vậy? Có vẻ như nó tự download chứ không phải là do tao download. Và nó rất là nguy hiểm nên nếu mà mình xài một cái gì đó mình không biết nó là cái gì. Ừ, thấy cũng đúng, lâu lâu nó thấy nói được câu nghe hợp lý á. Nhưng mà với cái này thì chúng ta có thể tới cái chỗ lạ lạ đó, đúng không? Cái lâu đài của ông Kamoshida á. Dạ, có vẻ như là vậy. Nói cơ bản mà nói thì chúng ta sẽ cần khá là phụ thuộc vào cái ứng dụng này. Và nhưng mà trước tiên hết thì chúng ta còn phải tìm bằng chứng về cái việc đánh đập đó của ông Kamoshida. Và tôi sẽ nhờ vả vào cậu và cố gắng đừng có bỏ thằng này trên giường, ok? Ok, và có vẻ như chúng ta nên đi ngủ đi ha. Tại giờ nó cũng không cho mình xuống nữa. Chứ nó cho mình xuống rồi mình cũng đi xuống rồi. Tại giờ là hình như là ông kia khóa cửa rồi, mình cũng không đi ra được nữa. Và có một số chỗ như những chỗ khúc đầu này á, thì mình cũng chơi đi chơi vào cái khúc này rồi. Và cái khúc này thì nó kiểu như là nó đang hiện tại là cũng mới tutorial thôi. Và bạn không được phép đi ra ngoài đường nhiều. Và game nó bắt buộc là bạn phải đi ngủ thì cũng đành thôi. Tôi cảm thấy khá là mệt mỏi và có vẻ như vì cái metaverse. Ok, chắc đi ngủ đi. Đi ngủ là việc tốt nhất á. Rồi, hiện tại hôm nay là ngày 12 tháng 4. Hôm nay đã tóc ngầu ha. Ở đó mình cũng để mái tóc kiểu na ná như vậy mà, kiểu mái xéo kiểu hồi mà còn trẻ trâu á. Nhìn mà cái hồi mà cái thời điểm mà oppa Hàn Quốc á, hay để nó cái đầu vậy nó hợp thời á. Nhưng mà giờ mình thấy mình để đầu kiểu nó nóng dễ sợ. Chào mừng cậu đã tới Velvet Room. Ok. Hôm nay ta là Eager. Các bạn như tôi nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục với cái đoạn hội thoại vào tối hôm qua, đúng không? Và cái đoạn hội thoại vào hôm qua và hôm nay chứ. Và đó là lý do tại sao mà tôi đã triệu hội cậu lên. Mà cậu nghĩ thế nào? Cậu đã bắt đầu trở nên quen với cái phòng này chưa? Ok, ta cũng bắt đầu quen đó. Dạ, yeah, tao vui khi nghe mày thấy nó nghe mày nói điều đó. Và có vẻ như là mày có ý chí đó, giống ý chí thép. Ok. Sự phục hồi của cậu quyết định là cái mức độ mà cái sự hủy hoại có thể được bị ngăn chặn. Nói gì nói thì những cái điều đó mà cậu không thể nào làm một điều những cái điều đó một mình được. Nhưng mà hôm nay cậu đã bắt đầu một cái mối quan hệ, một cái sự hợp tác với một người khác mà người đó lại có cái một cái sức mạnh giống với cậu, đúng không? Ok. Còn cái sự hợp tác, ý ông là Ryuji hả? Là có liên quan với người khác là một cái nền tảng quan trọng về cái sự phục hồi của cậu, và cậu đã làm điều đó rất là tốt. Và nói gì thì nói, tao không biết nên gọi là tao hay tôi nữa, tôi không có khuyên
Vậy là tôi không có khuyên về việc hình thành cái những cái mối quan hệ những cái mối quan hệ hơi gọi là nhạt nhẽo, hơi là hời hợt á. Đó, tôi không có khuyên về cái việc sự hình thành của những cái những mối quan hệ hơi hời hợt. Ý ổng là để coi. Cái mối quan hệ đó phải nó hợp lý một tí và nó không có giả tạo như vậy. But và nếu chúng ta tạo được một cái quan hệ như thế với những người như thế thì với một cái lúc cái đức tin nào đó của họ thì họ sẽ cho chúng ta mượn được sức mạnh của họ. Và nói một cách khác là nếu chúng ta giữa những người này có một cái liên kết với những người mà chúng ta nãy giờ chúng ta nói gọi là như thế ta nãy giờ ý ông nói là những người mà chúng ta hợp tác với á, thì họ có liên kết với những người đã bị ăn cắp cái nơi ở mà họ thuộc về. Ok, cái khúc này mình hiểu được sơ sơ một tí, tại vì mình có đọc một sơ cái plot thì có những người mà chúng ta kết thân á, kết thân trừ thằng Ryuji ra thì có những người mà chúng ta chuẩn bị kết thân và sau này đánh chung với chúng ta á, thì thường đều có liên quan tới con boss á. Thì mình nghĩ là vậy, thì cái khúc này nó giải thích là ông này có giải thích là đây là chúng ta sẽ những người đó có liên kết với những người nào mà bị đánh mất đi cái chỗ ở của họ, thì đáng lẽ cái chỗ ở họ phải ở ngay đó nhưng mà họ bị kiểu như là trong trái tim thôi nha, chứ không phải là ngoài kia, thì họ đã bị những người kiểu như là này nọ đánh mất đi, là những gọi là vì lệnh đó, nói chung là cái ác đi rồi. Nói chung là và cái sự mở rộng đó về cái mối quan hệ đó, mặt khác về mặt ngược lại thì cho chúng ta giúp cho thằng này trưởng thành hơn, cũng đồng thời giúp cho thằng này trưởng thành hơn. Và persona là sức mạnh, những con persona là sức mạnh của trái tim. Và cái mối liên kết của cậu với những người xung quanh nó càng lúc càng mạnh hơn thì cái sức mạnh của persona sẽ càng mạnh hơn nữa. Tức là chúng ta sẽ dựa vào cái mức độ liên kết giữa những người xung quanh, nếu càng liên kết càng nhiều thì chúng ta càng mạnh thôi. Thì chúng ta có khá là nhiều, ở ngoài kia có khá là nhiều người với nhiều khả năng mà những đứa như mình là không có. Và cậu nên tìm những người đó và kéo họ vào cái phe của bản thân mình, tức là và làm sao làm thì miễn là sẽ lôi kéo họ vô phe của mình. Và chúng tôi sẽ thay đổi cái đó thành sức mạnh. Ok. Confident, những người đáng tin, uy tín, những người đáng tin tưởng á, là những người mà bản thân mình tin tưởng mà những họ và họ có cùng chung chí hướng. Và chúng ta có thể tìm những người này tại những nơi như là trường học hoặc là những cái khu mà quanh thị trấn, và cố gắng hình thành những cái liên kết với những người này bằng cách thăm họ nhiều lần và tạo lòng tin với họ và chứng tỏ rằng mình có giá trị. Hello. Chứng tỏ giá trị của bản thân. Chứ gọi mình là có giá trị thì nó hơi kỳ, nghe nếu như món đồ vậy ha. Chứng tỏ giá trị của bản thân. Và một khi bạn đã tạo được một cái mối liên kết với họ thì bạn có thể mở một cái menu với bấm nút tam giác và chọn những người đáng tin, confident đi, nói vậy cho dễ hiểu đi. Để kiểm tra cái mức độ mà cái sức mạnh của cái mối quan hệ đó như thế nào. Ok, cũng không khó lắm. Nó chính xác là như vậy và cậu nên chuẩn bị về điều đó. Kể cả tôi, những cái sự ham muốn của cậu sẽ tạo nên thành quả. Ok. Ơi lộn, sẽ không trở thành thành quả. Vì vậy chúng ta sẽ có một cái deal. Ok, nếu như cậu làm được một cái deal thì chắc ai cũng biết rồi. Like Eager has, có vẻ như là Eager có cái sự mong chờ khá là cao đối với bản thân mình, kiểu như là ông expect, gọi là gì ta, từ tiếng Việt có ý là mình hiểu nhưng mà ý là mình cũng phải biết nói sao. Thì ông muốn mình một cái gì đó tốt hơn, thì nói chung là vậy.
mong chờ hay gì đó, mong hay mong chờ đâu mà mong. Cái khúc này mình vẫn không hiểu ý nó là sao ta. A new vow, nhưng mà Toe Art Eye là I am Toe, Toe Art Eye là cái gì mình không hiểu cho lắm. Show me kind of wing of the rebellion. The break in the chains. Full persona. Ý là mình không hiểu cái câu cú, tức là nó đang nhắm tới ý nói về một cái vấn đề hay là cái gì đó chứ không phải là. Còn hôm bữa cái này mình có đọc của một bạn comment trên cái YouTube của mình, thì bạn có giải thích cái mấy cái thẻ bài này như thế nào. Thì mình cũng vô tình mình nghĩ và mình thấy nó hình như nó dựa trên cái bài Tarot thì phải, bài Tarot á, Chariot rồi gì đó, Phu hay gì đó, nó dựa trên bài của Tarot thì phải, nó khá là giống. Mình cũng không rõ nữa nha, nhưng mà mình thấy nó khá là giống thôi, chứ không biết chắc chắn là phải như vậy hay không nữa. Thì hôm bữa bạn có giải thích là những cái này là những cái có liên quan, nó chỉ mức độ rank của liệu là cái mối quan hệ giữa mình với những người khác á. Thì cái này là cái người đáng tin là cái mối quan hệ của mình với ông Eager, là ông cho mình cái này là Prison Master gì nè, là ông á, Arcana của ông, mình có điểm là cái này ông cho mình full gì nè, là cái mỗi lần mà bạn tạo cái lòng tin nhất định với bất kỳ ai đó thì bạn sẽ được một cái skill, kỹ năng hoặc là bất kỳ thứ gì đó. Mấy cái phút sau mình chưa biết rõ nữa. Thì hiện tại là ông Ego ông cho mình cái White Talk. Và cái White Talk này nó cho phép bạn thương lượng với Shadow. Nếu như chúng ta đánh được một cái hold up, tức là hold up là đợi một tí á, thì nếu chúng ta đợi một tí được thì chúng ta có thể thương lượng với Shadow, là tức những kẻ thù á. Ok. Và ông còn cho mình một cái Arcana Burst. Và cái này là chúng ta sẽ được nhiều điểm kinh nghiệm hơn khi chúng ta kết hợp Persona với nhau, dựa trên cái mức độ lòng tin, cái mức độ thì nói là rank đi. Cái rank của cái người đáng tin tưởng là Prison Master á, thì càng cao thì chúng ta có thể là của những cái hãng, càng cao chúng ta có thể grab được nhiều con Persona hơn. Full confidence, ok. You have learned the ability from Eager, đó, đúng rồi. Đây, này cái này giải thích đây là tức là khả năng của những người đáng tin. Tức là cái này đang giải thích cái vụ của ông Eager đây. Thì những người mà cậu đã tạo một mối liên kết thì họ sẽ gọi là cái khả năng của những người đó là của những người đáng tin. Và Confidence Rank nó xác định cái sức mạnh mà của cái sự tin tưởng của cậu đối với của bản thân mình với những người khác. Với cái rank này càng tăng thì cái sẽ có nhiều cái sức, nhiều cái skill nó được sẽ được unlock hơn. Và bấm tam giác và chọn Confidence. Sau này bạn có thể check được cái rank Arcana rồi kỹ năng. Ok. Well, you well, cậu sẽ hiểu tất cả trong một khoảng thời gian ngắn thôi, khỏi lo. Và hãy tiếp tục cống hiến bản thân về cho cái sự phục hồi của cậu. Ok. Nhưng mà bây giờ thì cái cuộc nói chuyện tới đây là kết thúc. Biến mẹ mày đi, thằng tù nhân. Sao nhỏ này nó nói chuyện mất dạy dễ sợ luôn. Caroline nhìn cũng đẹp gái mà sao nói chuyện mất dạy dữ vậy ta? Nhìn tao lớn hơn mày nha mày. Người đó không được cao rồi mà còn láo nữa. Ok đây. How annoying. Thật là chán chưa, kiểu như mà thật là khó chịu quá đi. Chúng ta vừa mới bắt đầu tới trường mà bây giờ chưa gì họ đã bắt chúng ta phải chơi tại đội bóng chuyền. Và tại sao họ lại bắt chúng ta phải chơi chơi với cái team của thầy giáo, ông thầy giáo, tức là team đối đầu với ông thầy giáo á. Và có vẻ như là ông Kamoshida sẽ có nghiền nát chúng ta, tức là đánh chúng ta không có cửa quánh lại ổng rồi. Nó đánh là dissatisfied.
first year luôn, biết tôi biết là kiểu như là học sinh năm nhất không được hài lòng cho lắm. First year, mới năm nhất à. Và we get to see his technique. Chúng ta sẽ được xem những cái kỹ năng của ông ấy trực tiếp và bằng người thật luôn. Nói gì nói, đúng không? Và chúng ta cũng phải nên học hỏi một số thứ. Ok, ok. Nhưng mà mày sẽ bị ổng tái như sắp mặt lờ. Sắp mặt lờ, đúng nghe đen luôn. Hãy nhìn nó rố như thế nào. Hãy nhìn nó tệ nó khi nào. Và hãy nhìn cái đội bóng chuyền nó tệ đến mức độ như thế nào. Và có vấn đề gì đang xảy ra với cái buổi tập của họ. Giờ thì đối với màn này mình nghe chắc cái vụ mà Kamoshida đánh đập họ, tụi này vẫn không biết được, tụi nó vẫn chỉ nghĩ là tin đồn thôi. Còn vụ gì thì tụi nó vẫn chưa có rõ. Ok, nghe nè mấy đứa. Và như các em cũng đã biết, hôm nay chung là cái trận đánh của đội bóng chuyền. Chúng ta sẽ tiến tới phòng tập gym, phòng tập. Sau khi các em đã thay đồ thì đó, ok. Thay đồ đi mới đi đánh được chứ. さすが鴨志田先生。よし、もう一本行くぞ。浮いてんな、相変わらず。 Cái này này nhìn cũng khá là ngầu chứ, nhìn ổng kawaii xoái ca kiểu. Và có vẻ như mọi người không biết là ổng có tạo như là gì ta, ấn tượng tốt với nhiều đứa con gái hay không, hơn những mấy thằng như thế này thì nó thấy chuyện nó quá là giả tạo đằng khác. Và cái thằng cha đó cứ tỏ vẻ như là làm như là ổng là ông vua chỗ đó vậy đó. Và làm quen với nhau tốt hơn con khỉ tao nè. Và cái đó chỉ là cái buổi diễn của một người mà thôi, để làm tăng cường cái tôi của ổng. Ok, chúng ta hãy dễ dàng nhận thấy điều đó. Tại vì ông này chắc phải có cái tôi cũng khá là cao, tại vì ổng là giáo viên tốt nhất, là ngôi sao của trường mà. Và cái cách mà ông ấy giả tạo như thế, giống như là ông đã thật sự quan tâm cho Mishima. Ông ấy chỉ là một cái người gọi là bạo hành, một thằng chó bạo hành thôi. Ông chỉ đang giả tạo từ đầu tới cuối thôi. Ok, nhưng mà đằng nào nói gì nói, bây giờ là cái cơ hội của chúng ta để đi tìm những cái thằng mà chúng ta thấy những cái đám mà nô lệ mà chúng ta thấy hôm qua. Ok, và chúng ta sẽ đi tìm những người đó, và những người mà chúng ta thấy tại cái lâu đài đó, và
những thành viên trong cái đội bóng chuyền đó đáng, có lẽ là phải đi học vào hôm nay, đáng lẽ phải có mặt vào hôm nay. Và tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm ra ai đó sẽ chịu nói về cái sự bạo hành của Kamoshida. Cậu hãy đợi đi. Có lộn, cái thằng cha đó đợi đi, thằng chó. Nhưng mà cậu sẽ đi tìm ở đâu? Ok, chờ gặp cậu sau. Tôi không nhớ những cái gương mặt ấy. Cái thanh niên đầu tiên xuất hiện á là một cái thanh niên ở lớp D. Lớp D, ok, để nhớ coi. Và chúng ta nên bắt đầu tại đó. Đó là lớp của cậu. Ù, lớp mình sao mình không biết nữa ta. Thằng nào mà đọc cái tên để ta sẽ biết nó không. Mong là chúng ta sẽ kêu nó nói về cái vấn đề đó mà không có chuyện vấn đề gì. Và những người, tại vì có nhiều người đã tránh gặp thằng này dạo gần đây. So, chúng ta có vẻ như là chúng ta đang cùng một cùng thuyền đây. Và cũng đúng. Chúng ta có thể đi vòng vòng khu vực này bằng cách bấm R1. Bấm R1 à. Chúng có thể quick travel bằng cách bấm cái map và chọn bấm R1. Ok, để bấm R1 thử coi. Cái này là hiểu rồi. Classroom. Nó kêu là lớp của mình, như classroom này. Chắc giờ nó fast travel hẳn vô lớp luôn. Rồi. Đây, cái hai fan này không nè. Nó đây. Đúng rồi, nó bị sức mẻ chán rồi tùm lum la hết kiểu. Thanh niên chơi bóng chuyền rất là sợ. Cậu đang tránh khỏi cái buổi tập tại tập bóng chuyền vòng này hả? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mong cái điều đó từ cậu. Cái thanh niên vừa mới chuyển đến. Hey, cái thằng đó là cái thằng mà tại cái xuất hiện tại cái lâu đài đó. Cậu nữa hả? Sakamoto? Mấy cậu muốn gì? Cậu có đang bị bạo hành không? Nhưng mà tại làm như thế nào mà cậu bị thương vậy? Cái tôi bị thương là do tập luyện. Và cái điều đó có liên quan tới mấy cậu. Kamoshida đã làm điều đó phải không? Coi nè. Tôi sẽ không nói với ai về việc cái việc mà cậu ở đây bị hành hạ như thế, bị bạo hành như thế. Cậu chỉ cần nói với chúng tôi cái cách mà Kamoshida đã bạo hành với cậu. Tôi không biết là cậu đang nói cái gì hết. Cậu sợ sao? Cậu đúng là một cái hèn. Má thằng này hèn thì ta này. Cái kiểu như thế này là mình biết là nó không chịu nói đâu. Tôi không phải là cái hèn. Cậu mấy cậu đúng là không có hợp lý thế nào cả. Đừng có cố gắng che giấu điều đó. Chúng tôi đều biết rồi. Cậu biết hả? Cậu có bằng chứng không? Ok. Đây theo là nực cười. Làm ơn hãy để cho tôi một mình. Đừng có làm phiền tôi nữa. Alright. Vậy đủ rồi. Thôi đi nào. Chúng ta nên đi đi, cái thằng này nó cũng không khai đâu. Kệ bà đi. Nãy mà nói gì có hơi thô lỗ tí mà thôi kệ đi. Cái vết thương đó thật sự là không bình thường tí nào. Và cái thằng đó nó vẫn không chịu thừa nhận tí nào. Chán ghê. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì cái trận bóng sẽ mau chóng kết thúc. Chúng ta nên trách tách nhau ra và đi tìm. Để đó cho tôi. Tôi sẽ để cái chuyện đó cho cậu. Thôi, chắc tách nhau tìm rồi tìm đi. Ok, tôi nghĩ là cái điều đó sẽ nhanh hơn. Và chúng ta nên tìm kiếm tại cái tòa nhà. Tôi sẽ tìm kiếm tại cái tòa nhà tập luyện. Và với những người đó, trước khi mà câu lạc bộ bắt đầu. Chúng ta, còn cậu thì cậu nên tìm tại cái bên cái tòa nhà phòng học trước đi. Có một thằng 53 trong đội bóng chuyền theo tôi nhớ, và hàng đó hình như ở 3C. Ok, 3C.
Hàng đó có vẻ như là ở xung quanh lớp học. Chúng ta nên tìm cái lớp học của năm 3, những đám năm 3 tại lầu 1. Năm 3 nhưng mà lầu 1 nha. Và thằng đó bị đánh khá là nhiều và khá là tệ tại cái lâu đài đó, và có vẻ như là thằng đó sẽ có vết thương nữa. Cho nên nói gì nói thì tôi sẽ báo cho cậu khi mà tôi tìm ra bất kỳ thứ gì đó. Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Chúng ta tách nhau ra đi. Đây coi. Lầu 1, classroom lầu 1 nhưng mà năm 3 đây. One floor. Lầu 1 nhưng năm 3. Tôi xem con An quá gì. Nhìn nhau này giống con An quá gì. Tôi xem nó nói gì. Mọi người đang nói khá là nhiều về những chuyện khá là xấu về cái thanh niên vừa mới chuyển đến trong lớp cậu. Tôi biết mà. Đúng rồi, nó nè. Tôi rất ghét những cái tin đồn đó. Cái nhưng mà những cái chuyện đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi. Và tôi nghĩ, tôi băn khoăn là không biết là cái chuyện đó có đúng hay không, cái thanh niên đó có đúng hay không. Và tôi mong là không để cái chuyện đó ảnh hưởng quá nhiều. Cái thanh niên đó không để chuyện đó ảnh hưởng quá nhiều. Cái đó giống cậu Hoshiho, cậu lúc nào cũng quan tâm về người khác chứ không nghĩ cho bản thân mình. Và có vẻ như là cậu, giống như là cậu đã ở đó với tôi, cho tôi. Mấy này đúng con gái mà. À đây, đây, thằng này đây. Assertive volleyball player, nó đây đây. Man, dọn dẹp ở đây. Dọn dẹp ở cái buổi tập luyện bóng chuyền thật là đúng là đau đớn mà. Đau khổ mà. Cậu muốn gì đây? Tôi muốn nói chuyện. Cậu muốn nói gì sao? Làm sao mà cậu bị thương thế? Cậu ở đội bóng chuyền sao? Vô vấn đề luôn đi ha. Cái đó là do tập luyện. Mẹ, 10 thằng hỏi hết, 10 thằng trả lời câu y chang như vậy. Mày biết là nãy giờ tao cần một cái câu hỏi gì đó cụ thể không? À, chỉ biết là nhìn kiểu đó, một là tập luyện hay là bị cái quần què đó hay chả biết. Trả lời cái câu mà tao muốn nghe coi. Hey, tao biết là thằng này thằng nào. Thằng này vừa mới chuyển đến và có vẻ như là chưa gì đã chơi với thằng Sakamoto rồi. Kệ mẹ tao mày, nó không phải chuyện của tụi bay. Tao hiểu rồi. Có vẻ như là cậu đang tính chơi sau lưng ông Kamoshida hả? Coi nè. Cái đội bóng chuyền á, tập luyện với một cái mức độ của để thi đấu quốc gia, cho nên nó sẽ có một cái mức độ rất là cao. Và tất nhiên là những cái buổi tập luyện như thế sẽ rất là khổ và khá là mệt, và nó sẽ rất là kiểu như là khó khăn. Cho nên là Kamoshida rất là tập hết mình để cố gắng rèn luyện cho chúng tôi, và đừng có tin những gì mà Sakamoto nói. Ok, cậu có chắc đó không phải là bạo hành không? Cái này là một sự trừng phạt đó. Tất nhiên rồi. Hey, chúng ta nên đừng có nói về cái vấn đề, đừng nói về cái ông đó nữa. Và nếu như ông ấy không chịu được và chúng ta bắt đầu tấn công chúng ta thì sao? Và tôi có nghe nói là thậm chí là nó còn cầm con dao đi vòng vòng nữa. Ai biết được là nó sẽ làm được cái chuyện gì. Có cái thằng này, nó không chịu nói luôn. Ủa, thằng này nó gọi điện cho mình nè. Chuyện sao rồi? Mấy thằng đó từ chối rồi. Thằng đó nữa hả? Nên tất cả mọi người ở đây đều có vẻ như rất là hoảng về cái chuyện của Kamoshida nhỉ. Nhưng mà tôi vẫn đang có một cái manh mối. Một thằng năm nhất, một thành viên mới. Thằng này mới gia nhập mà thôi. Thầy có vẻ như thằng này sẽ không bị kiểm soát bởi Kamoshida về cái việc đó. Có vẻ như ông này, ông làm cái gì đám này, và đám này rất là sợ và không dám, thậm chí là không có đứa nào dám nói, và đều phải kiểu như là nói khen, mà kiểu như là sợ sệt á, kiểu như là phải nói sao mà một mặt là nó sợ thiệt, hai là phải nói giấu giếm, một cách giấu giếm rõ ràng là vậy. Mình không nghĩ là tụi nó nói thật đâu.
và có tôi rất chắc chắn là thằng đó lớp 1B. Và hãy tới cái phòng họp của năm nhất đi. Và nó ở trên lầu 3 đó. Ok, lầu 3 đúng không? Lầu 3 hả, để coi. 1, 2, 3 3 floor nè, 3F nè. Thanh niên năm nhất đâu rồi? Thanh niên nào? Đây nó đúng rồi, vừa mới lên gặp luôn. What? Dạ đúng rồi, tôi ở trong team bóng chuyền đây. Cậu muốn gì? Chúng tôi cần thông tin. Những cái vết thương đó là sao vậy? Kamoshida đang bạo hành cậu sao? Ý cậu là sao? Coi nè, đừng có bắt tôi vào vấn va vì những cái vấn đề lạ lùng của cậu, ok? Mặt khác, Kamoshida không muốn chúng tôi nói chuyện với những người như cậu. Và nếu như ông ấy bắt gặp tôi ở đây và có vẻ ông ấy sẽ cho tôi một cái khóa huấn luyện đặc biệt. Khóa huấn luyện đặc biệt. Ghê rồi ba, huấn luyện đặc biệt luôn. Giống như là ông ấy đã làm với Mishima Senpai. Tiền bối Mishima. Ok, Mishima lại là mình không nhớ ta. Mishima. Nghe quen quen. Oh, đừng quan tâm nữa. Quên hình như đi điều tôi vừa mới nói đi. Mishima là ai ta? Huấn luyện đặc biệt. Mình hỏi Mishima thì mình có tò mò về cái thằng này nhiều hơn là... Please, xin mà đừng có nói chuyện với tôi nữa. Hỏi những người khác nếu như cậu muốn biết nhiều thêm. Nếu cậu muốn biết thêm chi tiết. Chú ý. Những trận đấu... đã chuẩn bị bắt đầu và hãy chuẩn bị tới... những trận đấu đã kết thúc. Hãy chuẩn bị để về nhà hôm nay, ok? Gọi điện nữa. Chúng ta hết giờ rồi. Và sao rồi? Không được rồi. Đoán thử xem. Mình thì thẳng thắn hơn, mình muốn nói gì nói luôn cho rồi. So, vậy là cậu không có bất kỳ may mắn nào luôn sao? Ok, chúng ta nên gặp lại nhau bây giờ. Và gặp lại trong sân đi. Sau giờ học. Ok. Tôi phải nói chuyện với cậu một giây được không? Hết một giây đó. Sao rồi? Chuyện gì vậy? Tôi rất là bận. Mình thì mình không có từ chối con gái đâu. Nhưng mà mấy cái đứa gái đẹp như nhỏ này, tôi sẽ nói nhanh thôi. Ok. Nói gì nói đi. Nói thì có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Ý tôi là làm thế nào mà cậu đi trễ vào cái ngày hôm bữa? Cái điều đó chỉ là dối trá mà phải không? Và có chuyện gì, có rất là nhiều cái tin đồn lạ về cậu nữa. Cậu muốn gì với thanh niên đó? Cậu muốn gì với hàng như một chính tình gì ta? Nói chung là cậu muốn gì ha, anh ta đây. Cậu đứng ở đó đi. Cậu không có trong lớp của tôi nữa. Tức là thằng Joker với con anh chung lớp. Còn thằng này không, thằng này chung lớp khác là lớp cái biệt rồi. Chúng tôi chỉ vô tình quen biết nhau mà thôi. Cái cậu đang làm gì với đang tính làm gì với Kamoshida vậy? Tôi hiểu rồi. Nhìn mấy cậu đúng là bạn với bạn với Kamoshida sao cho cùng. Chuyện này không có gì để nói với cậu cả, Sakamoto. Nếu như cậu tìm thấy bất kỳ thứ gì mà thanh ông ta đang làm đằng sau lưng cậu thì cậu nên bỏ ông ta ngay bây giờ. Nếu mà cậu biết là ông ấy đang làm gì sau lưng cậu ngay bây giờ thì cậu nên bỏ liền. Nó đang nói con An nè. Ok. Đằng sau lưng tôi. Ý cậu là sao? Cậu không hiểu đâu. Nói gì nói thì mọi người đang bắt đầu nói chuyện về hai người rồi.
Sao cái trường này nó nhiều chuyện dữ trời. Tao làm gì kìa mẹ tao đi. Đó, đến giờ nguyên cái trường nó cũng nói luôn á, mình chỉ là hai thằng bình thường thôi mà. Cái điều là hơi cá biệt quá, hơi nổi tí mà làm gì nguyên trường nó phải xoắn lên nè. Tụi bay học thì lo học đi. Tôi không biết phải nói gì về về việc mà hai cậu đang tính làm gì. Nhưng mà không có ai sẽ giúp mấy cậu đâu. Ừ, chúng tôi đã nói về vấn đề cần ai giúp chưa? Chúng tôi chỉ hỏi vấn đề nội dung thông tin như thế nào mà. Còn việc đó, việc có nói hay không là chuyện khác. Còn chúng tôi đâu hỏi ai giúp đâu. Tôi cảnh cáo cậu. Phòng hờ thôi. Chỉ như thế thôi. Ok, gái đứa giờ nó không biết phải nói sao nữa. Gái đứa giờ căng dữ vậy. Nhưng mà cái mông đẹp. Nhưng mà làm sao mà cô ấy cứ phải dữ dằn như thế này mỗi lúc mọi nơi vậy. Cậu với cô ta có vẻ, cô ta có vẻ khá là khó chịu. You know ha. Tôi đã từng học trường trung học với cô ta. Nói gì nói thì đó, nhưng không phải là vấn đề mà chúng ta cần phải nói. Và tôi không tìm ra được bất kỳ may mắn nào. Có vẻ như là nó không tìm được ai hết á. Còn cậu thì sao? Có cái tên nào là lạ xuất hiện không? Ừ, có Mishima Kitachima, nếu như mình chưa có nghe ta. Em... what the fuck? Mishima là ai ta? Ủa sao này nó bất ngờ dữ ta? Huấn luyện đặc biệt phải không? Ủa sao này biết ta? Là sao này biết ta? Đúng rồi. Tôi luôn thấy thằng đó lúc nào cũng bầm dập hết. Và hãy đi nói chuyện với thanh niên đó trước khi mà thanh niên đó rời khỏi chỗ này. Ok. Lại ta. Hey, nói chuyện tí được không? Sakamoto. Mishima là nhỏ này. Thằng hay nhỏ vậy? Ủa sao nhìn nó giống gái mà vậy? Nhưng mà nãy nó nói là him thì chắc là thằng. Thằng này là thằng, nhưng mà là con. Và cậu nữa. Come on, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Kamoshida đã huấn luyện cho cậu đúng không? Cậu có chắc đó không phải là bạo hành thể chất không? Chắc chắn là không. Cậu sao cậu phải nói chuyện đàng hoàng lịch sự gì vậy? Nhưng mà tôi thấy cậu bị hắn ta làm gì đó hành hạ. Và hôm nay ngay mặt luôn. Một cú ngay mặt quá đẹp luôn mà. Cái đó là vì tôi không giỏi về cái môn thể thao đó. Đấy, có thể nói là vậy. Nhưng mà nói gì thì nói thì cái điều đó không có giải thích được cái việc những cái vết bầm trên mặt của cậu. Những cái vết bầm đó là do luyện tập. Ông thầy đang bắt cậu phải giữ im lặng hay sao vậy? Đó là gì nó sẽ ra đây? Mishima, đáng không phải là bây giờ lại đang phải giờ tập thì sao? Nhưng mà em thấy không khỏe mà ngày hôm nay thầy ơi. Em đuối bỏ mẹ luôn rồi. Hồi sáng thầy quất một phát em nghe mặt vỡ cái mồm ra rồi thầy còn bắt em tập nữa sao? What? Cậu thì đáng lẽ nên đừng có tìm cách nghỉ nữa coi. Sao ông thầy này ông nói chuyện mất dạy vậy ta? Kiểu học sinh nói gì nói thì người ta cũng phải tôn trọng người ta, lỡ nhóc nó bị thiệt thì sao? Giờ lại kêu là nhóc gì da đang giả vờ thôi. Mà rõ ràng nhìn nó đã không được ổn rồi. Hiện hình nguyên cái dấu chấm than lên là hiểu rồi ha. Ông này nói chuyện ngay cục xúc vỡ đá luôn. Cậu sẽ không bao giờ cải thiện được cái hình dáng đó, hình cái con người của cậu. Nếu như cậu không chịu xuất hiện tập luyện. Okay, sáng ông vừa mới chửi vô mặt nó, bây giờ ông còn làm gì nữa sao ông già này? Cậu không, ông không nghe à? Cậu ấy không thấy khỏe, ok?
Không, ta thích cái thằng, mình thích cái thằng Ryuji này được, cái thằng này thẳng thắn, nói gì nói cũng được hết á. Chứ nó không có sợ hay gì hết, có điều cái xe tay với cái đọp nó hơi có vấn đề, tức là nó hơi mình được cái là nó thật thà, chân thật. Mấy thằng này vậy, ngu nhưng mà được cái chân thật. Sao? Chứ đỡ hơn mấy nào giả tạo. Chứ nó tính ra cái thằng nhân vật chính mà là giả tạo, nó trả lời đủ kiểu được luôn. Và oh, Mishima, cần em có tới phòng tập hay không? Ờ, dạ em sẽ đi. What? Đúng là ông thầy này không sao sao á. Còn về cậu thì bất kỳ một rắc rối nào cậu sẽ bị đuổi khỏi trường này chắc chắn luôn á. Thằng chó đẻ, thằng ông thầy. Không, em không nói gì hết á. Chó đẻ, thầy mất dạy Vocaloid. Cậu cũng vậy. Không phải là thầy hiệu trưởng đã nói với cậu là phải làm theo kỷ cương à, quy tắc hả? À? Dạ em sẽ chỉ đơn giản là ra khỏi chỗ này thôi. You have an amazing spite. Thầy hay lắm đó, thầy hay lắm. Ừ. Chỉ đơn giản là đừng có cản đường tập luyện của tôi. Những cái tin đồn về những cái tin đồn như thế đang khiến cho học sinh trở nên khó chịu hơn sau giờ cùng. Cái đó là do cái đội có ông đó ông nội. God damn for ông, nó chửi thẳng mông này luôn. Chuyện này sẽ không dẫn chúng ta tới bất kỳ chỗ nào đâu. Tức là chuyện này sẽ không dẫn tới cái gì tốt đâu. Cho nên cậu hãy coi chừng cái lời nói của cậu. Đi nào Mishima. Trường học Shujin là một cái nơi mà những người nào muốn được truyền tải cảm hứng tới để học, ok. Những học sinh không đáng học á, là những người như cậu á, là những người như cậu á, không có một tí quyền đặc quyền gì ở đây cả. Ok, có vẻ hơi quá rồi đó. Và làm quen với cái vấn đề đó đi, cái chương trình này đi. Dạ, thưa thầy. Ok, mày không có phải làm gì đâu, nói ông thầy mà ai. Có ông thầy nào mà nói chuyện với học sinh kiểu gì không trời? Ông nội chó nè. Thằng khốn nạn. Ông ấy sẽ trả giá cho việc này. Không có cách nào đâu. What? Chứng tỏ là ông ấy bạo hành chúng tôi, cái điều đó thật là vô nghĩa. Mọi người đều biết chuyện đó, kể cả thầy hiệu trưởng và phụ huynh. Và tất cả mọi người đều biết và họ đều im lặng về việc đó. What? Cái chuyện này chắc hẳn là một trò đùa sao vậy? Nhưng mà đừng có tỏ vẻ như thế. Cậu sẽ hiểu, cậu không hiểu những gì mà tôi đang trải qua bây giờ đâu. Đáng lẽ những người như cậu phải biết là sẽ không có chuyện xảy ra nếu như cậu muốn giúp đỡ gì đó. Okay. Mình chỉ muốn giúp thôi mà sao mày nẻ lì dữ ta. Đến cả thầy hiệu trưởng và phụ huynh mà còn phải làm như vậy nữa. Biết nhưng mà không thèm nói, tại vì ông này ông siêu sao của trường mà, làm nên danh tiếng cho trường mà đâu dám nói gì ổng đâu. Giờ sao đây? Cậu tính bỏ cuộc hay sao? Tôi sẽ thử thêm một lần nữa để thuyết phục những thằng khác. Đó là những gì tôi có thể làm. Ok. Tôi khá là mệt mỏi về những cái việc này xảy ra vào hôm nay. Tôi nghĩ là tôi nên đi ngủ sớm. Thế mình nghĩ là vậy. Mình cũng nghĩ là nên đi ngủ sớm đi. Xếp lại cái đã. Rồi đi ngủ. Yes, xếp lại đi. Now saving. Save complete, yeah. Chúng ta nên đi ngủ luôn rồi.
Nhìn ở đây, cái chuyện này thật sự là không hợp lý tí nào. Và ông hiệu trưởng và kể cả phụ huynh chúng ta đều biết về cái việc bạo hành này. Và tại sao không ai chỉ đứng lên nói vậy? Tại vì bóng chuyền, tại vì họ sợ Kamoshida, tại vì họ không quan tâm về cái việc đang xảy ra. Yeah. Cái đó đơn giản chỉ vì là Kamoshida đã giúp cho cái team bóng chuyền trở nên nổi tiếng, đúng không? Kể cả việc đó xảy ra thì cái điều đó không tạo cho ông ấy một cái đặc quyền nào đó để có thể ông ấy có thể làm bất kỳ điều gì mà ông ấy muốn. Ok. Ông ấy đang nói hẳn ra ông ấy đang đánh con nít á. Những thằng như thế. Và họ đều cho phép chuyện đó xảy ra và kể cả duy trì điều đó nữa. Và những thằng đệ tử của ông ấy thật sự là không quan tâm tí nào. Nhưng mà ý mày đang nói là ai? Đệ tử nào? En Takamaki. Là con nhỏ đó. Nhỏ tóc vàng. Cậu gặp cô ấy tại Courtyard. Cái sân hôm nay không nhớ hả? Vậy là En Takamaki là đệ tử của con đó. À, giờ mình đã hiểu cái khúc đầu của ông Igor nó giải thích đó là những người sao mình biết là chúng ta sẽ được liên kết với những con ngọ như là con En á, chúng ta sẽ liên kết với nó và nó sẽ giúp chúng ta. Và con En nó có liên quan trực tiếp tới Kamoshida, thì con boss mà chúng ta đang chuẩn bị đánh là Kamoshida. Tức là những người mà chúng ta gặp và họ có những cái khả năng đặc biệt á đều có liên kết với con boss. Thì những cái boss sau nó sẽ vậy thôi, là tức là nếu chúng ta gặp ai đó thì chúng ta sẽ một cái ballet nào đó chúng ta sẽ gặp những người khác và họ chúng ta sẽ là tạo liên kết với họ. Giải thích đơn giản vậy thôi. Thì cậu nên biết cô ấy, và ý tôi là cô ấy trong lớp cậu, hiểu không? Ok. Tôi không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này được. Tôi sẽ thử và tìm xem ai đó biết về cái chuyện đang xảy ra với Kamoshida vào buổi trưa nghỉ vào ngày mai. Để cho cậu biết, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tốt, mà không bỏ cuộc thì tốt thôi. Còn tao là tao không phải đi ngủ. Tôi chạy một vòng cả ngày hôm nay rồi, tôi phải đi ngủ thôi. Đừng nói về vô Metaverse nữa nha. Hay là sao, qua ngày luôn hả? Ờ đúng rồi, giờ qua ngày luôn chứ nó không có Metaverse gì nữa. 14 tay. Ok. Phấn khởi một cách nhẹ nhàng girl. Cậu đã thấy Kamoshida chơi vào ngày hôm qua chưa? Thầy ấy thật là kawaii, thật là ảo lòi quá đi. Tôi nghĩ là tôi nên hỏi xin chữ ký của thầy ấy vào sau buổi học. Ok. Tôi không biết đó là một cái ý tưởng tốt. Tôi không nghĩ ra điều đó là một ý tưởng tốt đâu. Tôi nghe nói rằng cậu không nên tới gần hoặc là tới gần cái văn phòng giáo viên. Mà nhiều người nói rằng cậu có thể nghe được tiếng động lạ, kể cả la hét rồi kể cả thậm chí là không có ai ở đó. Ok. Các bạn như ai đó chịch trong phòng giáo viên hay sao vậy? Phòng giáo viên nha, chứ không phải phòng học sinh nha. What? Đó có lẽ là chỉ là một cái tin đồn được truyền đi bởi fan của ông thầy để là làm cuộc thi cho nên để dọa cuộc thi thôi. Ok. Nghe cũng lạ ha. Ô, lại học nữa. So, về vấn đề nhân chứng, tôi đã luôn băn khoăn là nếu chúng ta có thể moi được tí thông tin nào từ Takamaki không. Ừ, tại vì cô ấy ở với Kamoshida, nhưng mà cô ấy không có trong đội bóng. Thế coi, chỉ cần nghe tôi thôi. You know, cậu biết là chúng ta đã không moi được tí thông tin nào từ cái đội bóng chuyền sao? Thì En Takamaki có thể là một cái vấn đề khác chúng ta thể biết được thì sao? Và tôi nghĩ là chúng ta sẽ một cái ý tưởng tốt nếu chúng ta nói về, chúng ta hỏi những người mà biết về họ. Takamaki best friend forever.
là bạn tốt nhất của Takamaki là Starry, là một tập sự. Cô nhỏ đó tên là Suzui, nhỏ tên quen quen ta. Và tôi đã cố gắng nói với nói chuyện với cô ấy vào buổi trưa nhưng mà tôi không có gì hết. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nên nói chuyện với Takamaki. Có lộn, chúng ta nên làm cho Takamaki nói chuyện với cô ấy. Và nói gì nói thì tao nghĩ là chúng ta nên, cái điều đó sẽ trở nên khó khăn hơn nếu như cái điều đó sẽ trở nên khó khăn hơn nếu chúng ta khiến cho cô ấy hỏi cô ấy giúp chúng ta. Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng để xem là chúng ta còn cái gì để làm được hay không. Đang giờ mấy này ngồi nhắn tin rảnh thiệt chứ. Thấy mấy này học hành nhẹ nhàng quá ha, không gì đặc biệt á. Đáng lẽ mà cầu giờ phải tới tập bóng chuyền chứ nhỉ. Cái vết bầm thâm tím nó trên mắt của cậu, cái đó là phải do tập luyện không vậy? Dạ. Cậu chắc là cậu không có cố quá hay không vậy? Cố quá thành quá cố á. Tôi ổn mà. Bóng chuyền là cái thứ duy nhất mà tôi có thể làm đúng là làm tốt được. Cậu nên trả lời chú đó đi. Tôi nghĩ đó chỉ là bên công việc nửa ngày của tôi thôi. Bên chắc là họ ngồi đây có vấn đề, tôi nghĩ là vậy. Dạ, tôi nghĩ là tôi cũng nên đi tập đây bây giờ đi. Shiho. Ồ, chắc không vậy, cậu có chắc là cậu ổn không vậy? Nhìn nhỏ này tệ vãi lờ luôn á. Mình sẽ cố gắng vậy con. Nhỏ đó là bạn của nhỏ này nè, là con Suzui á. Yes. Hôm nay không được đâu. Tôi cảm thấy là tôi không khỏe lắm. Ủa, nó cúp làm luôn vậy. Ok, xin lỗi nha, bye bye. Má, nói chuyện chảnh với là sorry, bye. Ok. Có phải đó là Takamaki không vậy? Tin đồn là cô ấy đang hẹn hò với Kamoshida. Thật hả? Tôi nghe mọi người nói về thấy họ trong xe của ông thầy đó cùng với nhau. Cậu biết rồi đó, cô ấy có vẻ khá là dễ dãi phải không? Dễ dãi. Cậu có nghĩ là tôi sẽ có cơ hội với cô ấy không? What? Coi nào anh thanh niên, cậu không thể nào đi theo con đĩ của Kamoshida được ba. Nghĩ sao vậy ba? Ghê vãi. Tụi này chửi cho con An nó là bitch luôn. What? Tôi đang chắn đường cậu hả? Xin lỗi nha. Đừng có lo về chuyện đó. Cậu có sao không? Cậu có sao không? Tôi xin lỗi luôn. Đừng lo về chuyện đó nè. Tôi thật sự xin lỗi cậu vì đó. Và tôi đáng lẽ phải đứng chắn, đứng cho chỗ khác để tạo không gian. Nhưng mà cậu nhìn có vẻ không được, không quen cho lắm. Cậu có phải là học sinh mới chuyển đến từ lớp D không? Đúng rồi. Tôi nè, nhớ không? Có vẻ như đây không phải là chuyện của tôi cho nên đừng có để tin đồn truyền tới cậu, ok? Cái điều đó không ảnh hưởng gì tới tôi hết, tôi còn không quan tâm nữa mà. Mới tại sao cậu lại nói như thế? Tôi mừng vì nghe điều đó. Người bạn thân nhất của tôi thường hay hiểu lầm về điều đó luôn. Và chắc cũng chỉ vì cái ngoại hình của cô ấy. Xin lỗi nha. Tôi không có ý để nói chuyện như thế này. Nói gì nói giờ tôi đáng lẽ bây giờ phải đi tập rồi và tôi sẽ gặp lại cậu sau nhé. Bye bye. Gái gì con gái đưa nói chuyện cũng dễ thương á, nhà này nói chuyện cũng dễ thương á. Xin lỗi kiểu ha. Sao lại thanh niên? What the hell?
Cậu tìm thấy ai chưa? Có phải không vậy? Có là sao? Ý là sao ta? Tất cả mọi người đều đang nói cùng một vấn đề mà Mishima đã nói. Giống như Mishima đã nói, Kamoshida đáng chắc chắn là phải nói, đã nói cái gì với những cái người đó để cho họ khỏi nói về ổng. Với quân đội như thế này, có vẻ như chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp với ông đó, ông Kamoshida thôi chứ sao giờ. Không còn cách nào hết. Chúng ta đáng lẽ nên phải bắt đầu với điều đó đầu tiên á. Nhưng mà chúng ta không có cách nào khác, không có ý gì hết. Ở đây, nếu chúng ta làm như vậy sẽ không có nghĩa lý gì hết. Cậu biết mà. Nhưng mà nói thật tình mà nói thì thật sự là ngoài kia, thật sự là không có giống gì chúng ta phải làm sao. Không thể nào mà tôi bó tay như thế này được. Cậu hãy suy nghĩ được bất kỳ thứ gì không? Chúng ta nên gọi cảnh sát. Chúng ta nên tấn công một cách lén lút. Ừ, mình nghĩ là vậy, nếu chúng ta thể đánh con người thay đổi trái tim của ổng thì sao? Cái đó cũng khá là ổn nếu như chúng ta có thể làm điều đó mà không bị bắt. Nhưng nếu như tụi bắt thì chúng ta chết chắc rồi. Chúng ta còn ý tưởng nào khác nữa không? Chúng ta nên gọi cảnh sát. Cậu, nhưng mà cậu thật sự nói cho cảnh sát về cái lâu đài đó sao? Họ sẽ không tin chúng ta đâu. Còn ý tưởng nào khác nữa không? Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta nên trừng phạt ông vua. Ok, chừng ông vua hả? Cậu nghĩ ý cậu là cái thế giới giả tưởng của Kamoshida sao? Sao tôi không nghĩ việc đó đó ta? Có khi nào... tôi đã tìm ra mấy cậu. What? Morgana! Cậu nói gì sao? Don't think you can get away. Không ngờ là mấy cậu có thể bỏ đi mà không giúp tôi gì cái gì hết. Cái giọng đó có phải cậu không Morgana? Không, còn lắc đầu nữa chứ. Sao cậu dám bỏ đi như thế này và bỏ tôi lại một mình vào cái ngày hôm trước? Cái gì? Con mèo đang nói chuyện sao? Ghê vậy bồ. Tao không phải là mèo, ok? Nãy giờ tao nói chuyện lịch sự, sao mày nói chuyện mất dạy mày? Chứ do nó mày nói tao là mèo vậy? Đây là cái chuyện mà nó xảy đơn thường nó xảy ra khi mà tôi vào cái thế giới của cậu, ok? Và có khá là nhiều rắc rối để tìm hai cậu rồi đó. What? Cậu tới thế giới của chúng tôi? Cái điều đó có nghĩa là cậu có điện thoại nữa sao? Mày có bị ngu không vậy? Mày có thấy con mèo sử dụng điện thoại không thằng đừng? Hả? Mày thấy tao có điện thoại không? Bó tay thiệt nhé. Cậu sẽ không cần một cái điện thoại nếu mà cậu tới mức độ như tôi, với một cái đẳng cấp như tôi, một cái level như tao thì sẽ không đéo cần điện thoại nữa. Có một mày thôi. Mày nghĩ sao mèo mà xài điện thoại mà mày thấy có điện thoại ở trên người nữa không? Hả? Cái thằng tóc vàng này. Hỏi mấy câu nào nó hợp lý hơn tí đi cậu trời. Tôi thật sự là mém nữa tí nữa lạc đường để trốn thoát khỏi chỗ đó. Bỏ đó chuyện đó mà sang một bên. Làm thế quái nào mà cậu nói chuyện được vậy? Cậu chỉ là một con mèo thôi mà. Làm sao mà tao biết được? Mày cũng nghe mà phải không? Yeah. Chúng ta đang bị quái gì rồi? Meo. Thằng này nó giả tạo vậy là luôn. Chỉ cần nó trả lời như này, nó giả vờ nó không biết, nó không nghe gì luôn. Nó bỏ thằng này sang bên. Nhưng mà mình thì mình không có giả tạo tới mức độ vậy ha. Cho nên yeah đi. Yeah, tất nhiên rồi. Yeah, chắc chắn là Morgana rồi. Mèo. Mấy cậu đang có một khoảng thời gian khá là khó khăn phải không? Và tôi nghe nói là cậu có nhắc đến về việc nhân chứng. Im đi nè. Cậu biết rồi đó. Tôi có thể nói cho cậu một hoặc hai chuyện về việc mà chúng ta nên làm gì với Kamoshida. Và cậu có vẻ khá là gần với cái đích đến với cái việc đó. Về điều đó rồi. Đấy là cái tưởng mà cái cậu nói là khá là sát với cái vấn đề mà chúng ta sẽ làm rồi. Chú ơi, hãy xem cái thái độ của nó đi kìa.
cái thứ này đúng chắc chắn phải là Morgana rồi. Cậu vẫn đang nghi ngờ tôi sao? Im lặng coi nào. Chúng ta thật sự phải đi tìm một con mèo tại một thời điểm bận rộn như thế này sao? Và tôi vừa mới nghe một tiếng mèo ở đâu đây, gần đây. Cậu có nghe không vậy? Là chắc chắn là cậu kiểm tra mọi ngóc ngách. Mèo. Điều đó có nghĩa là chỉ có hai chúng ta mới có hiểu và hiểu được cậu đang nói cái gì thôi hả? Có vẻ như là vậy rồi. Cái chuyện quái này xảy ra vậy trời? Nói gì nói thì cậu đang nói về cái vấn đề gì đó trước đó. Cái đó phải thật không vậy? Cậu có vẻ khá là kiên trì về việc mà trở nên ngu ngốc như thế này. Ê, nhưng mà kể cho chúng tôi nhiều hơn về chuyện đó coi. Nói gì nói vậy? Nhưng mà có vẻ như đây không phải là cái nơi tốt nhất để nói chuyện về vấn đề này. Thôi, đáng là cậu nên chui vào cái túi của tôi đi. Và chúng ta nên... cậu nên nhỏ, ớ lộn. Có vẻ như tướng cậu cũng khá là nhỏ cho nên có phải xe vừa rồi đó. Sao cậu dám đối xử với tôi như thế? Mấy giờ đã đút vô cái cặp thiệt luôn chứ. Thằng cặp này mà thôi, tới đây thấy mẹ rồi. Đừng có khó khăn với tôi như thế chứ. Đủ rồi. Cậu nói là cậu biết cách là một cách gì đó để chúng ta có thể xử lý Kamoshida phải không? It has to do what this guy was talking about. You will need to... Cái điều này có liên quan tới việc mà hồi nãy thanh niên này đã nói trước đó. Cậu cần phải đánh cái lâu đài của ông ta. Cậu ý cậu là sao? Cái lâu đài đó là cái cách suy nghĩ của Kamoshida về cái trường này. Và ông ấy thật sự là không nhận ra được mọi chuyện xảy ra trong đó. Và nó chỉ đơn giản là nó có liên kết với cái sau đấy trái tim của ổng thôi. Nói gì nói thì nếu mà cái lâu đài đã biến mất thì cái điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp và nó thay đổi con người thật của Kamoshida. Mà một chuyện gì sẽ xảy ra? Một cái cung điện là một cái gọi là gì ta? Cái giả tưởng, một cái nhận thức giả tưởng của một con người về cái ham muốn tội lỗi của họ. Và nếu như là cái cung điện đó, cái lâu đài đó không còn nữa thì ham muốn của họ sẽ bị mất luôn. Dạ đúng rồi. Thì ông ấy sẽ trở thành một con người chân thật. Nghe lời khúc chơi này. Đúng, chính xác là như vậy. Cậu vẻ như nắm bắt mọi chuyện khá là nhanh. Thật luôn hả? Vậy là tức là ông sẽ trở nên tốt hơn sao? Nhưng mà có vẻ như là chúng ta nên là cái mọi chuyện nó quay trở về với ổng hả? Xóa đi một cung điện có đồng thời có ý nghĩa rằng bắt cho chủ nhân của cái cung điện đó, tức là cái con người đó là có một sự thay đổi về trái tim của họ, tức là họ thay đổi cái nhận thức của họ. Nói gì thì nói thì những cái mong muốn tệ hại của họ biến mất. Nhưng nói gì nói những cái mong muốn tệ hại của họ biến mất, nhưng mà cái tội lỗi mà họ đã làm á vẫn còn ở đó. Còn Kamoshida sẽ trở thành Kamoshida sẽ không chịu nổi cái sức nặng của những cái tội ác mộng đã làm đâu. Và ông ấy sẽ tự thú về những cái việc đó, mà tự động tự thú thôi.
Tự động tự thú à? Confess, ừ, tự thú nhận thôi. Thiệt luôn hả? Cái chuyện đó có thể xảy ra sao? Và kể từ khi mà cái cung điện sẽ không còn nữa, ông ấy sẽ quên về những cái chuyện mà chúng ta đã làm ở đó luôn. Không chỉ những cái chúng ta sẽ có thể hạ được Kamoshida, mà chúng ta sẽ không còn sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào trong sự liên quan đó, tức là mọi người sẽ không biết là chúng ta có liên quan tới việc này. Cái điều đó là thật tuyệt vời, cậu đúng là một con mèo tuyệt vời. Đúng rồi, cậu nói đúng đó, nhưng mà chỉ trừ cái việc tôi là con mèo ra, tôi phải là con mèo, ok? Sao? Nhưng mà làm sao chúng ta để chúng ta phá được cái lâu đài đó, đó là cái cung điện đó? Bằng cách chúng ta sẽ ăn cắp cái báu vật quý hiếm nằm trong đó. Ăn cắp hả? Tôi sẽ kể cho cậu một khi chúng ta đồng ý về việc tiến hành cái việc này. Và cái đó là một trong những cái kế hoạch bí mật nhất và quý báu nhất của tôi sau cho cùng. Và nếu như cậu muốn giúp tôi sẽ cố gắng dạy cho cậu. Nhờ ý cậu như thế nào? Và có vẻ như là may mắn của chúng ta có vẻ như càng khúc càng tan biến về cái việc kiểu chúng ta đi tìm nhân chứng á. Chúng ta không có nghĩa, mình nghĩ là chắc chúng ta không còn bất kỳ sự lựa chọn nào nữa rồi. Cậu đúng rồi, chúng ta không còn một cách nào khác. Tốt thôi. Alright, còn một điều nữa chúng tôi phải nói với cậu. Nếu chúng ta xóa một cái lâu đài, một cái cung điện á, thì chắc chắn là cái ham muốn mà tệ hại của họ sẽ bị xóa đi, chắc chắn rồi. Nhưng cái ham muốn là những thứ mà chúng ta rất là cần để có thể tồn tại, có thể sống sót được. Ý chí để đi ngủ, để ăn, để có thể yêu đương, những việc như thế. Nhưng mà ý cậu là sao? Ý tôi là nếu những cái ước muốn như thế biến mất, thì nó sẽ không khác gì là cậu đã kiểu như là triệt tiêu cái con người hoàn toàn của người ta rồi. Tức là có nghĩa là họ có thể là kiểu như tuyệt vọng gì đó, họ có thể chết, thậm chí họ có thể chết nếu như họ không được chăm sóc một cái đặc biệt và họ không có một cái mục đích gì để sống. So có nghĩa là họ có thể chết sao? Cậu có nghe tôi nói không vậy? Mọi thứ mà tôi nói không vậy? Nhưng mà cái chết của họ có phải là lỗi của chúng ta hay không? Cậu không có xác định rõ là cậu không có xác định rõ được chúng ta cần phải đối mặt với những cái rủi ro như thế sao? Nhưng mà cậu nghĩ như thế nào? Chúng ta phải đành phải chịu thiệt thôi chứ sao, liều thôi chứ sao giờ. Nhưng mà tôi không muốn giết ông ta. Tôi thích rồi đó. Mình nghĩ là chúng ta nên liều đi. Thiệt luôn hả? Tôi đi cái một đoạn đường dài như thế này và đây là cái thứ mà tôi có đây. Có vẻ như là sẽ không ai bao giờ hiểu cái chuyện này hay sao ấy. Cái đó là một cái vấn đề. Nếu như chúng ta chỉ đi xung quanh làm một cách bí mật và làm những gì mà chúng ta muốn, và cái điều đó sẽ khiến chúng ta sẽ không khác gì ông Kamoshida nữa. Nhưng mà cái điều này không phải là cái điều không phải là cái lựa chọn cuối cùng của cậu sao? Nói sau cho cùng thì đây là cái lựa chọn của cậu cuối cùng của cậu rồi. Nhưng mà nói gì nói, tôi sẽ quay trở lại sau. Và tới lúc đó thì làm ơn hãy quyết định lùm cái, ok? Man,
chúng ta làm những chuyện như này công cốc hết cả rồi, chả được cái gì cả. Tôi sẽ cố gắng cố và xem rằng nếu như chúng ta có thể tìm ra một cách nào khác. Chúng ta cần phải ra khỏi chỗ này thôi. Thế cũng không quá khó hiểu. There's nothing left for me to do today. Không còn cái gì để làm nữa. Tôi nên đi thẳng về nhà. Ok. Hey, tôi nghe nói có một số gì đó, một số thứ gì đó làm tôi quan tâm về cái cô gái Suzui đó. Có vẻ như là tin đồn đang lan truyền về việc cô ấy với Kamoshida. Nếu mà phía việc đó là thật thì có vẻ chúng ta sẽ... Cái điều đó không quá khó hiểu khi mà chúng ta không thể là khiến cho cô ấy nói được. Nói thì nói thì... có một số vấn đề có liên quan tới điều đó có vẻ như không đúng cho lắm. Ý cậu là sao? Cái điều đó chỉ đơn giản là nó không thể làm được. Tôi biết Takamaki và Suzui từ trung học tới giờ. Và không còn cách nào, chúng ta không còn cách nào không thể nào Kamoshida là cái táp người của hai người đó. Cậu hiểu ý tôi nói là gì? Sau chúng ta cần phải tôi đang suy nghĩ về những cái tin đồn nó đến từ đâu. Nói gì nói thì tôi sẽ tìm hiểu mọi chuyện xung quanh xem sao. Rồi giờ chúng ta đi đâu đây? Chúng ta nên đi về đúng không? Tại giờ là sau trường học rồi. Vending machine. Hình như là ra ga tàu nè. Đúng rồi, ra cái ga nè. Cái lần kia mình có đi rồi. Lên tàu về thôi. Khu này khu nào ta? Uncover. It's not normal to not remember anything afterward. Giờ chúng ta đi đâu đây? Station Sway đây. Mình không nhớ đường mình về khúc nào nữa, nhưng mình đi đi đại thôi. Oh, nhỏ em nè. Cậu hãy làm ơn cho nó nghỉ được không? Và tôi nói cậu rồi, tôi không khỏe vào ngày hôm nay để làm chuyện đó. Quay, từ từ đã. Cái đó, điều đó không phải là cái điều mà cậu đã hứa. Và ông đã hứa ông hay cậu vậy đó. Và ông gọi ông là một giáo viên sao? À, tức là nói chuyện với ông Kamoshida rồi. Chuyện này không có chuyện gì, chuyện này không có liên quan gì tới Shiho cả. Khóc luôn rồi. Vô vỗ con nó lại. Vỗ cái. Bạn ơi, sao không? Từ từ gã địch từ từ. Chúng ta làm bây giờ, sau này chúng ta sẽ gã địch được nó. Ok, cứ bình tĩnh. Vô giả vờ đẹp trai xóa ca liền. Đó, bình tĩnh. Đồ thôi nha. Cái này vị trí bắt đầu của Shiho. Có vẻ chắc là cái vị trí mà trong team bóng chuyền thì phải, mình cũng không rõ nữa. Thôi nhưng mà khoan đã. Cậu nghe những gì tôi nói sao? Tôi chỉ đang nghe lén mà thôi. Chỉ vô tình thôi. Không cố ý. Nghe lén, không cố ý. Này đi. Nói kia thì nó hơi kỳ quá. Cậu có nghe về vấn đề riêng tư cá nhân chưa? Con mẹ mày, mày có nghe tao nói câu trước chưa? Nó mày hỏi, tao vừa mới nói xong là tao chỉ vô tình tao nghe thôi, chứ tao có phải tao cố tình tao nghe đâu mày. Nhỏ này. Nó mày hỏi câu muốn tái vào mồm ghê luôn mày. Gái đứa giờ muốn ăn dép vô mặt hay sao ba?
Không, mà đẹp trai mình không thể nói như vậy được. Xin lỗi nè, tôi đã hơi quá đào tí. Đúng rồi đó, mày nên xem xét lại bản thân đi con. Mẹ chưa gì vô nói chuyện, má vừa mới nói câu sâu hình như nó không nghe, não mồm nhanh hơn não vậy đó ba má. Đúng là con gái đâu đẹp được cái đẹp nhưng mà não nó hơi kỳ kỳ. Nếp nhăn không được rõ ràng đúng không? Và cậu đã nghe được những thứ gì rồi? Cậu đang nói chuyện một cái gì đó về một người bạn. Shiho. Chả có chuyện gì cả. Chả có chuyện gì cả. Sao chạy mẹ luôn rồi. Hey girl, đợi tí coi. Chạy rồi, nó chạy rồi, nó chạy. Tôi băn khoăn là chuyện gì đã xảy ra. Thôi được, không phải là cô ấy được. Chạy theo cũng được. Nhỏ chạy đúng tiêu rồi. Ok, nó chạy xuống dưới rồi. À đây, chạy tiếp nè. Chạy đâu nữa vậy? Chạy quẹo phải phải không? Đi quẹo phải, ok quẹo phải. À cái cầu thang đi lên. Ở này cũng đi lên luôn. Ủa làm chi tiết chứ. Đi xuống nè, xuống đi. Ờ đây, đâu rồi. Nói gì đây? That girl just ran by real street. Ý là mình đi tìm, phải đi tìm nhỏ kia nhưng mà mình nghe mấy này nói xem có chuyện gì đó, nghe mấy này nói nó cũng mắc cười. Cái cô gái vừa mới chạy ngang qua thật sự là dễ thương đúng không? Làm sao mà tao biết được? Đừng gọi lúc tôi không có đi đâu mà nhìn mặt từng đứa ở đây. Tất nhiên rồi. À nó nè. Đứng úp mặt cho tường kiểm điểm bản thân. Đừng có đi theo tôi nữa. Hãy để tôi yên một mình coi. Tôi không thể làm gì đó. Bình tĩnh đi nào. Cậu có ổn không vậy? Why? Tại sao? Tại sao cậu cứ quay lo lắng cho tôi vậy? Lo lắng là tốt chứ còn gì nữa. Mắt như này muốn khóc hay sao vậy? Tôi chỉ muốn nói chuyện mà thôi. Hãy tới chỗ nào đó an toàn hơn. What the heck? Tôi thật sự là không hiểu được cậu. Nhưng mà cuối cùng vẫn đi hả? Vậy rốt cuộc là có đi không? Ồ, tôi thật sự không hiểu cậu nhưng mà tôi cuối cùng tôi vẫn đi. Vẫn đi cà phê vô kéo vô tới đây luôn. Tôi không có gì để nói với cậu cả. Cái đó chỉ là một cuộc nói chuyện mà thôi. Với Kamoshida hả? Với một giáo viên à? Có vẻ như là cô ấy khá là stress.噂くらい知ってるよね。鴨志田先生とのこと私とできてるってみんな言ってるけど、あんなやつとそんなわけ。鴨志田から電話かかってきたの。番号を教えろって言われても、ごまかしてきたのに。これから鴨志田の部屋に来いってさ。つまりそういうこと。 断ったら私の友達、志保をレギュラーから外すって、志保のためだって言い聞かせてきたけど、これ以上はもう無理。あんな奴の言いなりとか、もう無理だよ。けど、大事な友達なの。だって、私には志保だけしかいないから。私、どうしたらいい。 Để mình giải thích sơ sơ về cái cutscene nó vừa mới nói là thì ông ấy hỏi cái số điện thoại này nhỏ này khá là nhiều lần mà nhỏ này không có cho. Và chỉ đơn giản mà nó dày hết về cái vấn đề là cậu đã nghe được những cái lời tin đồn về tôi trong suốt khoảng thời gian qua là tôi là cái gì đó hoặc là đang quen biết với ông thầy hoặc là đang có gì đó với ông thầy. Nhưng thật sự không phải vậy và tôi với là đang phải làm. Và nó giải thích là sao nhỏ này nó lại làm như vậy. Tức là nhỏ này nó có một người bạn thân có tên là Suzu, là con nhỏ này các bạn cũng thấy rồi đó.
Thì nhỏ đó, cái con mà Shiho á, cái con nhỏ mà cảm thấy không khỏe á, mà có một cái gì ở trên mắt á, nó là bạn thân của con này, và nhỏ này rất quan tâm về nhỏ đó. Thì ông thầy cũng dựa vào đó, tại vì nó cái nhỏ đó nằm trên tim của ông thầy mà, thì nói rằng kiểu như là nếu như em không chịu, ông không có rủ nhỏ này qua nhà nha. Ý của ông là chịch á, cho nên nhỏ này mới nói khéo là you know what it means, rồi cậu hiểu ý rồi đó, không có đơn giản gì mà ai lại kêu gái qua nhà mình hết á. Và là ông này ông đang muốn làm cách thân với nhỏ này rất là nhiều, và đang chở này đi học rồi còn này nọ, cứ như người tình vậy, là nói gì là hiểu rồi, muốn chịch nhỏ này với đâu con mẹ gì nữa. Rồi nhỏ này không chịu, và nhưng mà nếu mà nhỏ này turn him down, tức là nhỏ này từ chối á, thì ổng sẽ cho con bạn thân nhất của nhỏ này là con Shiho á trở thành một thành viên thường trong đội bóng thôi, và sẽ không được lên chức cao, và hoặc là không được đánh chính gì đó, là chỉ đó mình không rõ về bóng chuyền như thế nào, thì sẽ không được cái gì hết. Nhỏ này nó chỉ đơn giản nó suy nghĩ là liệu cái đó phải là vì Shiho hay không, hay là chỉ đơn giản là nhỏ này không thể nào chịu được nữa, và khá là stress về điều đó. Chưa kể là tin đồn nữa, càng khiến cho nó stress hơn nữa. Nhưng mà hồi đó mình dịch tiếp cái đoạn hội thoại này đi. Thì tôi đang nói gì đây? Và tôi còn chưa bao giờ nói chuyện với cậu trước đó. Còn ít khi nói chuyện với cậu trước đó. Không sao đâu. Mẹ, có vẻ đó là lý do tại sao. Xin lỗi vì đã liên quan đến chuyện đó. Không sao đâu. Cả ngày cũng vui chứ, mén nữa là ông thầy chích nhỏ này rồi. Nhưng mà cũng không đến nào. Cậu thật là lạ. Thường là mọi người chỉ đơn giản là thường là kể tôi thôi. Có thật sự cậu là một thật sự có phải thật sự là cậu là một người tệ như là tin đồn mà nói không? Cậu có vẻ như không giống như đó, điều đó cho lắm. Dạ, yeah, tôi rất là tệ luôn. Cái tin đồn nào? Cái đó phải là một trò đùa không vậy? tôi bắt đầu có suy nghĩ là những cái thứ đó chỉ là nói quá mà thôi. Cậu có vẻ như là khá là cô đơn và hầu như là không giống với việc cậu không giống với việc cậu thuộc về nơi này hay là bất kỳ nơi nào. Chúng ta đúng là cùng hội cùng thuyền với cái chuyện đó. Và có lẽ lý đó lý do tại sao mà có vẻ như là cái chuyện nó khá là dễ dàng với cậu để nói chuyện với tôi. Thật sự là không có cách nào để giúp cho tôi với Shiho sao? Tức là Kamoshida chỉ cần thay đổi suy nghĩ của ông ta. Không ngờ mấy đội chịch mình luôn. Ghê thiệt. Còn cách nào khác không thầy? Là giống như là quên về tôi và tất cả mọi thứ. Cách khác á, chỉ đơn giản là quên về tôi và tất cả mọi thứ. Hãy để cho mọi chuyện nó công bằng nhất có thể. Chứ đừng có kiểu như vì nhỏ kia mà mình phải làm cái này. Mình cũng phải lo cho mình đấy chứ. Tự nhiên mắc gì mà phải nhỏ lo kia. Nó chỉ đơn giản là bạn thôi mà cũng đâu phải đúng mức độ bạn. Mình phải hy sinh cái ngàn vàng cho nó. Đúng đâu có được vậy đúng không? Cũng xàm với mẹ. Ổng hơi quá đáng. Chuyện nào yêu hẳn làm chứ mẹ đúng xàm luôn. Hỏi vậy là biết cách rồi. Hỏi vậy là biết rồi. Và nếu như cái chuyện gì như thế xảy ra, có bao giờ xảy ra, thì cái đó là quá tiện cho ổng luôn rồi còn gì nữa. Chuyện nhưng mà chuyện nó có thể xảy ra. Tôi thật sự không hỏi để có thể có được một câu trả lời nghiêm túc. Nhưng mà có vẻ như cậu khá là nghiêm túc á. Nhưng mà tôi thấy có vẻ khá là tốt hơn rồi. Thoải mái hơn tí rồi. Có lẽ tôi sẽ đi về nhà. Đừng nói với ai về việc mà tôi đã kể cho cậu, ok?
Tôi sẽ cố và nghĩ một cách khác để thuyết phục Kamoshida. Dù gì nói cảm ơn nha. Ok, chỉ cảm ơn thôi sao? Hùng tạm biệt cái nhà cái nào? Phủ vơ cơ Suzui. Cậu đang tính rời đi sao? Chuyện gì vậy? Kamoshida đang hỏi về cậu đấy. Và thầy đang ở văn phòng giáo viên rồi. Ông ấy đã nói gì? Tôi không biết. Cậu phải đi tới chỗ đó để gặp ổng thôi. Ok. Cạn mẹ lời. Lại là em nữa sao? Không thèm rap luôn mày. Có mấy học sinh cái trường này làm gì mà stress dữ vậy ta? Stress bánh xác luôn. Nhỏ nào cũng như nhỏ nào. Cậu bà trễ đó. Cậu đã ở đâu vậy? Tàu bị trễ chuyến. Tôi bị lạc. Có một số thanh niên ăn cắp ăn trộm có ảnh hưởng tới tôi. Giờ biết phải chọn cái nào nữa ta. Tàu trễ thì phải hơi ảo. Got lost thì cũng hơi ảo. Đi lạc thì mình nghĩ chắc không đi lạc đâu. Và này thì chắc không có đâu. Còn cái này thì gần đây có hay có tai nạn á. Gần đây có tai nạn á. Cho nên chọn cái này được. Bị lây. Đừng có xạo quần với tao. Mí. Ông này không tin mày. Tiện thể cậu đừng có chơi với mấy thằng nào ảnh hưởng xấu nha mày. Nghe chưa cậu? Đừng lo. Nói thật ra thì tôi đã làm kết bạn với một người. Không bao giờ. Mình thì nếu mà cá nhân mình thì mình sẽ nói don't worry. Tại nó tiện hơn nhiều, với lại nó không có kích động người khác rồi. Kiểu như là để cho người ta lo gì đó. Nói chung là vậy đi cho dễ hiểu. Với lại nó cũng không vô vấn đề chính. Mình chỉ mé mé cho ổng đừng có hỏi tiếp là được rồi. Và tôi mong là tôi không cần phải quan tâm. Ok. Nghe nè. Cậu phải cẩn thận với ai mà cậu đi ăn đi chơi với. Cái người mà sẽ bị tổn thương là chính là bản thân cậu thôi, ok? Nhìn giờ giấc đi. Nói gì nói thì hãy nghĩ về việc mà tôi phải ở đây trễ để đợi cho cậu về nhà, về chỗ này để canh quán nữa. Nhưng mà tôi nói gì nói tôi đi về đây. Tương lai, trong tương lai thì nếu mà đừng có về trễ nữa nha chưa. Ok. Không về trễ, chuyện bình thường mà. Easy thôi. Ok đây. So cậu nghĩ về việc gì nếu mà như mà Gona, về việc Morgana đã nói với chúng ta. Tôi không biết nếu như những cái chuyện đó là về cái việc mà ăn cắp ham muốn. Và Kamoshida sẽ thay đổi như thế nào. Giống như họ sẽ thay đổi như thế nào. Kiểu như là chết não hay gì đó. Nếu như chúng ta fucked up. Nếu như chúng ta làm loạn hết cả lên. Ý tôi là chúng ta sẽ chắc chắn sẽ làm ông ấy nổi giận. Nhưng mà tôi không biết là nếu như thật sự là chúng ta, tôi có muốn giết ông ấy không. Yeah, nhưng mà đó là hơi bị nhiều á. Ông ấy đáng như vậy. Tôi không chắc chắn nói. Tôi không biết phải nói sao hết. Đó hơi quá đúng rồi. Mình nghĩ hơi quá. Yeah, chắc chắn luôn. Ý tôi là mấy, có thể là chúng ta sẽ chỉ. Tôi chỉ đang hơi hoảng quá mà thôi. Tôi không muốn phải trở thành một cái giết người. Chỉ vì cái đống như lộ hỗn độn này. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng và xem để xem tôi có thể còn cách nào khác không. Ok. Cũng được, easy thôi. Xếp lại cái nhẹ coi. Đây. Yes. Now saving. Save complete. Đó, nãy giờ mọi dịch không cũng hết 5 tiếng hơn rồi đó.
được mới được 4-5 tập gì đó. Thì có lẽ tập này mình sẽ tạm dừng ở đây và hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo của Persona phần 5. Và nếu bạn nào thích cái tập này của mình á, hãy cho một cái like cực bự. Cái game này còn khá là dài mà nãy giờ chúng ta chỉ còn ngồi dịch không mà là nó cũng nói sơ sơ chứ cũng chưa đánh lộn gì trong cái tập này. Cho nên chúng ta cũng chỉ mới đi tìm manh mối kiểu thôi. Và nếu các bạn nào thích cái series này hãy cho mình một like vừa bự và một comment phía dưới về các bạn nghĩ gì về cái game này như thế nào, ok? Và hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo của Persona phần 5. Bye bye!